Rồi, hiện tại mình đang đứng trước mặt cái căn nhà vườn một tầng mái Nhật của anh Tú tại xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Thì cái chủ đề chính video ngày hôm nay đó là mình sẽ chia sẻ về một cái mẫu nhà mái Nhật một tầng với một cái công năng sử dụng vừa phải, với một cái diện tích xây dựng rất là hợp lý và trong một khuôn viên đất cũng cực kỳ ấn tượng tại một cái vùng quê tại Thái Xuyên, Thái Thụy, Thái Bình. Thế thì ở đây thì ấn tượng như nào thì chúng ta sẽ xem hình ảnh trên cao, chúng ta có thể nhìn thấy rõ rồi. Còn ở đây thì mình đang đứng trước mặt với một cái hạng mục cổng và đi phía trong kia là hạng mục ngôi nhà chính với một cái khu vực sân vườn cực kỳ rộng. Thế hạng mục cổng này thì có kích thước vừa phải với cái dạng mái Nhật truyền thống các bạn nhé. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là các cái phào chỉ nó rất là phá cách, nó rất là trẻ trung, rất là hiện đại. Và cái đèn ốp trần vuông ở đây. Còn diện tích sân ở đây thì là một diện tích sân gạch gia chủ, các bạn nhìn trên cao chúng ta thấy cái phần sân cực kỳ rộng và được lát cả xung quanh đằng sau phía nhà và cả khu bếp phụ ở đây. Với diện tích gạch gia chủ trao đổi với vừa nói chuyện và mình được biết là hơn 300 mét vuông gạch. Đấy. Toàn bộ khuôn viên đất của gia chủ ở đây nó khoảng độ tầm hơn 700 mét vuông với cái diện tích mà sân vườn đằng trước cũng như còn lại là khoảng độ tầm hơn 250 mét gì đấy, hơn 200 mét gì đấy. Còn nó toàn bộ diện tích ở đây nó sẽ khoảng độ tầm hơn 500 mét vuông. Thì cái phần diện tích xây dựng của ngôi nhà là 240 mét, còn đâu là khoảng độ tầm hơn 300 mét vuông là sân và các phạm vi bếp phụ, bếp bước xung quanh nhà. Đấy, con số cực kỳ ấn tượng không? Hơn 700 mét đất, hơn 500 mét vuông xây dựng, trong đó là 240 mét vuông xây dựng là xây dựng nhà, còn lại là sân vườn, các bạn nhìn thấy đấy. Đó, thì trước mặt chúng ta đó là chúng ta sẽ nhìn thấy là một ngôi nhà ấn tượng, một tầng mái Nhật. Đấy, chúng ta nhìn hạng mục mái do bên mình công ty cổ phần Diệp Group triển khai thi công kìa. Một mái chính này, một mái phụ này và một mái sảnh chính này. Đấy. Ngôi nhà này thì ngôi nhà mà các bạn nhìn thấy rồi, một phong cách mái Nhật rất là đặc trưng với phong cách hiện đại. Thì chúng ta nhìn thấy là các cái chi tiết phào chỉ cửa nó được thiết kế rất là ấn tượng, rất là trẻ trung. Với một không gian rất là mở, chúng ta có thể nhìn thấy các cái cửa sổ rất là nhiều. Đây, mình sẽ đi sang các góc hướng thì chúng ta có thể nhìn thấy này. Không gian cực kỳ mở và rất là rộng, rất thoáng luôn. Thì ở đây chính diện chúng ta sẽ có một cái sảnh chính này, sảnh giật cấp các bạn nhé. Và các bạn chú ý cái độ cao sảnh giật cấp trong các video mình đã nói rồi, chúng ta sẽ giật rộng khoảng độ tầm 60 đến 80 phân. Thì ở đây mình cái sàn này nó đang khoảng độ tầm 80 phân các bạn ạ. À không phải, xin lỗi các bạn, không phải 80 phân mà là 60 phân, hai hàng gạch. Đấy. Cái kích thước sảnh thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái sảnh này này cũng rất là lý tưởng. Chúng ta sẽ có hai cột lớn ở đây và cái hệ thống bậc ngũ cấp, 5 cấp, 5 bậc, 1 2 3 4 5. Đấy. Cái máy sảnh này thì có cái độ rộng rất là hợp lý và độ chênh cao rất hợp lý, cho nên là chúng ta nhìn cái góc nhìn bên này, chúng ta nhìn thấy này, cái nóc sảnh nó vừa phải, rất là hợp lý, rất đẹp. Đây các bạn nhìn thấy này, cái nóc sảnh vừa đủ vừa phải. Đấy. Cái xối và độ xối ở đây và đường bò ở đây có khoảng cách rất là hợp lý, nó không bị rít quá. Các bạn lưu ý nhé, không bị rít quá. Đấy. Thế còn cái khu sảnh này thì đương nhiên là tiếp khách rất là lịch sự rồi, mà chúng ta hoàn toàn có thể ngồi đây để hóng mát hóng gió. Và hiện tại gia chủ cũng chưa trồng cây các bạn nhé, nãy ra chúng ta có thêm hai cây lớn ở đây nữa thì tuyệt vời luôn. Đấy. Thế còn ở đây thì các bạn nhìn thấy này, trên là chúng ta sẽ có giống cửa sổ nhiều cánh, cánh nhỏ thôi nhưng mà là full, gần như là full bề rộng này luôn. Đấy. Và trước mặt chúng ta sẽ có hệ thống cái bồn cây cảnh ở đây nữa. Thì sau này khi mà hệ thống cây cảnh hoàn thiện cả ở đây với cả vị trí bên hai bên hông sảnh này nữa thì chúng ta sẽ có một không gian nó rất xanh, rất là thoáng. Cái phần chính sảnh có bậc cây ở đây, có cây rồi có bậc cam cấp ở đây thì là nhiều nhà làm, nhưng có cái sự khác biệt chính là cái hàng cây này. Các bạn nhìn đây, liên thông toàn bộ từ cái cổng sảnh này sang bên này là sẽ là trồng cây luôn. Thì cái này là cái đột phá đấy, mình ít khi có người làm như này, đa phần mọi người sẽ làm bậc xung quanh, tức là ba mặt bậc vừa tốn kém mà lại giảm cái màu xanh đi. Đấy. Trong khi đó chúng ta đi lên cái đường này rất là ít. Đấy thì gia chủ đã biến cái chỗ này thành cái khu bồn cây là rất là hay. Và cái thứ hai là mọi người đa phần hay làm một cái cửa sổ ở đây. Đấy, một cửa thôi, một ô cửa thôi. Nhưng ở đây gia chủ làm thành ba ô cửa mở full luôn thì nó sẽ rất là đẹp. Đấy, chưa kể chúng ta nhìn hệ thống dàn đèn này. Đấy. Chúng ta nhìn thấy hệ thống dàn đèn ở đây này. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, sau này khi vào buổi tối thì chúng ta nhìn cái hệ thống đèn này hắt gồm đèn hai bên hông cửa nhá. Đấy, rồi hệ thống đèn hắt chiến này. Cái là đèn trần trên này. Đèn trần của cái ô văng cửa này rất đẹp luôn. Đấy, lại hệ thống đèn này. Nếu mà mình ở đây vào buổi tối thì có lẽ là đây là một ngôi nhà lung linh và rất là rực rỡ luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn cái một mái ngói này, rất đẹp luôn nhá. Đường chân ngói rất đẹp. Đấy, cái một mái ngói đây là chúng ta sử dụng màu xanh than. Đấy, rất là phối hợp với cái tông sơn màu trắng ở dưới, nó cực kỳ nở nổi. Ở đây chúng có một cái sự ấn tượng đó là chúng ta để ý các cả cái phào chỉ. Ngôi nhà này là sẽ phào 3 cấp các bạn nhé. Đây, mình đi zoom lên cho các bạn nhìn thấy này. Phào 3 cấp. Đấy, thì hai cấp đầu gia chủ sơn màu bã trầu, gọi là màu lâu.
Đấy, còn cái cấp dưới cùng thì sẽ là màu trắng viền để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà và giảm cái độ dày của cái phào chỉ đi. Thì đây là một cái hướng làm rất là hay. Đấy, ngay dưới gầm ngói là tông màu tối và dưới là tông màu trắng thì cảm thấy cái chiều dày viền ngói nó giảm đi khá là nhiều, nó rất là bay, rất là đẹp. Đấy, chúng ta nhìn thấy này. Đây là một cái điểm nhấn rất hay đấy các bạn ạ. Và chúng ta có thể tham khảo. Còn hai phía cái cổ trần kia sẽ ốp gạch thẻ các bạn nhé. Ốp gạch thẻ màu cũng là màu tông màu bã trầu. Đấy. Và nó được phối hợp với lại cái cửa cột này cùng tông màu luôn. Đấy. Kể cả phần chính cửa đại này, cửa vào này, bậc ngũ cấp thì hai bên sẽ là đá đen, ở giữa chúng ta sẽ có màu đá màu bã trầu như này. Thì nó lại rất là hài hòa với cả hệ thống cột diềm ở bên trên này. Đấy, cả cổ gạch ở bên này. Đấy. Sang bên hông này thì cũng tương tự là như vậy. Chúng ta nhìn thấy đây. Ở đây là phía sau này làm phòng khách các bạn nhé. Nhưng phòng khách này cho chủ sẽ mở một cái cửa lùa. Cửa lùa này không phải để đi các bạn ạ, mà mục đích là gì? Để tạo cái sự thông thoáng về gió, về ánh sáng là tối đa nhất. Các bạn nhìn này, phun cửa luôn. Nhưng mà chúng ta có thể là bước ra ngoài được để cảm nhận cái gió tự nhiên nhất, chứ không phải chúng ta đứng ở trong một cái lồng có khung sắt. Mặc dù có gió vào nhưng chúng ta chỉ ở không gian đó thôi. Nhưng khi chúng ta mở một không gian mở này, chúng ta có thể đưa cả con người chúng ta ngồi đây để cảm nhận được cái không khí mát mẻ thoáng đãng ở đây. Và phía trước mặt này gia chủ cũng có lại trồng hệ thống bồn cây này, nó cân đối với vị trí bên kia. Và bên rìa này chúng ta cũng lại có một cái hệ bồn cây như vậy nữa. Đó, đây là cái điểm mà mình cho rằng là rất là ấn tượng luôn. Còn phía bên này đó là khu bếp phụ các bạn nhé, khu bếp bếp chính nhưng mà kết hợp với phòng ăn luôn. Thì ở đây lúc nãy mình đã nói rồi, gia chủ làm một cái hiên đấy, vừa không gian kiến trúc vừa che chắn nước mưa đỡ bắn xuống, mà lại vừa là tạo một cái không gian cửa đi bên phụ. Chúng ta hoàn toàn đi chợ về, chúng ta mang vác những cái đồ đạc gì đó mang tính chất là đồ thực phẩm, có thể là tanh hoặc là mùi gì đó mình chưa qua xử lý, thì chúng ta đi bên cửa phụ này mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến khách ngồi bên trong này các bạn ạ. Đấy, thế còn ở đây là cái vị trí này sau này sẽ là một cái bồn hoa. Bồn hoa là mình đang dự kiến là một trồng cái bãi trồng sen Nhật ở đây, một cái hồ trồng sen Nhật. Và chúng ta nhìn thấy cái cửa bên hông này, đối diện cái cửa phòng khách này. Đấy, cái cửa lùa phòng khách đây là một cái cửa chết, vách chết, nhưng mà nó là cái view để đứng từ cửa cái bộ sofa ngồi ra đây để cắm cái dàn, cái một cái gọi là cái bồn sen Nhật ở đây nữa thì quá là tuyệt vời, rất là lý tưởng luôn. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, phía cuối thì gia chủ sẽ làm một khu bếp phụ ở đây. Thì khi mà chúng ta mà nhà công có việc, nhất là cái vùng nông thôn, thì chúng ta có một gian bếp phụ cũng rộng phải tầm hơn 100 m². Khu bếp phụ này chúng ta hoàn toàn có thể tập kết là kho chứa những cái đồ đạc không cần thiết, ít khi sử dụng, và chúng ta có tập kết vật liệu hoặc là không nào làm cỗ, nấu cỗ. Đấy, cực kỳ lý tưởng. Các bạn đừng đánh giá thấp, ở vùng nông thôn phải có những cái gian kia là cực kỳ hay, cực kỳ thoáng, nhà công có việc rất là tiện. Và chúng ta có một khoảng sân rộng 200-300 m² như này thì hàng trăm mâm cỗ các bạn ạ. xin nói hơi quá, phải vài chục mâm cỗ là vô tư luôn. Đấy. Mình xin phép gia chủ là chú Tiện ở đây và anh Tú có thể mình xin phép chia sẻ một vài hình ảnh bên trong một chút các bạn nhé. Rồi, thì trong ngôi nhà này thì có một phòng thờ này, một phòng khách này, một phòng bếp này, ba phòng ngủ này và ba nhà vệ sinh các bạn nhé. Thì ở đây chính diện là chúng ta sẽ có một phòng thờ ở đây. Thì sau này dự kiến gia chủ sẽ có một cái vách gọi là cái vách CNC gỗ ở đây nữa. Thì hiện tại là hạng mục này chưa triển khai các bạn ạ, nhưng tuy nhiên gia chủ vừa mới về nhà mới ngày hôm qua. Đấy, thì là hiện tại có bàn thờ về trước, sau này có một vách CNC ở đây các bạn nhé. Đó, đây là phòng thờ. Và tiếp tục là ngay phía bên trái là chúng ta sẽ bên phía từ cái cửa đại đi vào là chúng ta sẽ có một khu vực mà gọi là phòng khách ở đây. Đấy, các bạn nhìn đây này, khu góc này là phòng khách. Và khu phòng khách này chúng ta sẽ có ngay từ bến cửa đại đi vào thì chúng ta sẽ có hai cái tầm view nhé các bạn nhé. Ra hướng ra phía cửa, hướng ra phía đồng phía đằng trước và sân chính trước. Thì trước mặt này sẽ là một cái cửa lùa và bên hông này sẽ là một cái cửa vách chết các bạn ạ. À cũng không phải vách chết đâu các bạn ạ, có cánh đấy. Mình xin lỗi các bạn, mình nhìn nhầm, có cánh hẳn hoi. Nhìn ra cái hồ sen và nhìn ra cái bồn cây cảnh ở đây. Đây là một không gian cũng rất mở và cực kỳ ấn tượng. Và phía trần ở trên này các bạn nhìn này, được đóng với một phong cách cũng cực kỳ là hiện đại, đơn giản hiện đại mà lại rất đẹp các bạn nhé, rất đẹp. Mình xin lỗi, nhạc này khả năng hơi bản quyền một chút các bạn ạ. Và với không gian rộng và nhiều cửa kính như thế này, gồm có hai hệ thống cửa bên phòng cửa phòng khách rồi cửa lùa như này, thì khả năng là cái nhiệt độ khá cao, nên anh đã tính hai phương án này. Các bạn nhìn này, hai hệ thống điều hòa ở đây, hai dàn điều hòa chờ sẵn rồi.
hiện tại chưa lắp đặt, và chắc chắn là sau này cái vị trí đi ra cửa bếp này chúng gia chủ cũng sẽ lắp đặt một cái hệ thống, gọi là cái hệ thống vách kính ở đây, để khiến cho phòng khách này là một không gian nó vừa thoáng vừa sáng nhiều, nhưng tuy nhiên khi mà trong cái điều kiện mà nắng nóng chẳng hạn, thế gia chủ hoàn toàn có thể bật điều hòa lên để sử dụng rất là thoải mái đó. Như vậy chúng ta đã tham quan được một phòng khách, một phòng thờ, cái này là đồ đạc nên là đang đồ đạc cũ các bạn nhé, đấy, một phòng khách, một phòng thờ rồi. Rồi chúng ta sẽ đi vào hai cái phòng ngủ ở hai bên trái, ngay từ phía cửa đại nhìn vào các bạn nhé. Đấy, từ phòng đại vào, chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ ở đây. Chúng ta có thể nhìn thấy đây, cũng rất phong cách, rất hiện đại. Nhưng cái mình ấn tượng nhất đó chính là cái không gian mở. Không gian rất mở, các cái cửa sổ rất mở. Đấy, đây là điều mình ấn tượng nhất luôn. Tiếp tục sang phòng ngủ bên phía sau này, cũng tương tự như vậy, với một cái nền gạch men dạng vân gỗ, một cái dạng trần rất là hiện đại. Và chúng ta có một khu vực cửa, rất nhiều cửa sổ với ánh sáng, với cái vườn cây xung quanh. Các bạn nhìn đây này, quá tuyệt vời. Đấy, không gian này thì mình nghĩ rằng là lý tưởng các bạn ạ. Đấy. Và ngay cạnh hai cái nhà vệ, hai cái phòng ngủ này sẽ là một cái nhà vệ sinh ở chính giữa. Thì hai phòng ngủ này mình nghĩ là dành cho hai bác. Hai bác là bố mẹ của anh Tú, thì chúng ta có một nhà vệ sinh gần đây là một cái rất là tiện cho người có tuổi. Thì gồm có chậu, lavabo này, bệt này và phòng tắm này. Với một cabin tắm nó sẽ tách rời ra, nó sẽ làm cho cái khu bệt này nó khô ráo sạch sẽ. Cũng rất là hay, rất là ấn tượng. Đó. Rồi, hai phòng ngủ đã qua thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì mình nghĩ là phòng ngủ này nó ở tiêu chuẩn master hơn một chút các bạn ạ. Đó. Thì phòng ngủ này có một nhà vệ sinh riêng các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn đây này. Cũng rất nhiều ánh sáng, cũng rất nhiều cửa sổ. Đó. Nền tông gạch thì đều là gạch vân gỗ màu ghi, màu như là màu gỗ chó các bạn ạ. Đấy. Và một vệ sinh riêng ở đây. Cũng rất hay. Đây là phòng mà theo tiêu chuẩn của, đây là phòng mình đang đoán là phòng của gia chủ đây, anh Tú đây. Đấy. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ có một khu vực phòng bếp và phòng ăn. Thì đây là vị trí mà mình đang dự kiến là sẽ là một khu vực phòng bếp ở đây. Đấy, đặt sẵn hệ thống chờ nước rồi thoát sàn đây rồi. Và chỗ này thì khả năng cao sẽ là một khu vực bàn ăn. Mình đang đoán là như vậy thôi. Và đặc biệt ấn tượng đó là cái mình đã nói rồi đấy, là chúng ta sẽ một cửa phụ ở bên này đi thẳng vào khu bếp luôn. Và một không gian cửa sổ để chúng ta có thể nhìn ra cái bồn hoa phía trước mặt. Đấy, bồn sen trước mặt. Rồi, và tiếp tục phía cuối nhà chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh phụ để dành cho chúng ta khi mà ăn cơm, sinh hoạt, rửa tay, rửa chân thì đó, chúng ta sẽ tiện sinh hoạt ở đây. Thì đấy chính là những cơ bản cái công năng với cái sự ấn tượng của mình về một cái mẫu nhà. Tất nhiên mình hơi tiếc một chút khi mẫu nhà này đang ở trong quá trình hoàn thiện cái nội thất các bạn ạ. Mình hơi tiếc là hoàn thiện cái phần nội thất chưa được lắp đặt. Chứ nếu như nó lắp đặt rồi thì mình nghĩ rằng đây là một cái mẫu nhà cũng cực kỳ là ấn tượng các bạn nhé. Rồi vừa rồi mình đã chia sẻ rất là nhanh. Cũng không nhanh lắm các bạn ạ. Tại vì sao? Vì rất nhiều điểm mình muốn giới thiệu với các bạn. Mình muốn quay kỹ một chút để các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái mẫu nhà này. Thì ngôi nhà này có diện tích xây dựng là 240m2 và cái ngân sách bao gồm cả full nội thất, đóng đồ gỗ tự nhiên kết hợp với đồ gỗ công nghiệp thì của gia chủ đang dự kiến nó khoảng độ tầm 10 đến 11 triệu một mét vuông các bạn ạ. 10 đến 11 triệu một mét vuông cho một ngôi nhà tính diện tích xây dựng các bạn nhé. Rồi nếu mà các bạn đang xây dựng một ngôi nhà mới và đang tham khảo cho mình một cái mẫu nhà ưng ý thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo video này. Rồi, các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.